Xin đúng chào các không? bạn nha. Cái sầu riêng mà các Đúng bạn mua rồi. là chắc bạn mua là nó đừng có bị nứt ở dưới đây nha các bạn. Khi mà nó nứt ở dưới đây là nước mưa của nó vô nè. À, các bạn thấy nước mưa vô nè, đó là nó bị thối như vậy nè. Đó, nó thối. Thì khi mà nó thối như vậy rồi á thì là nước nó vô trong trái sầu riêng đó, là làm cho hư trái sầu riêng nha, hư trái sầu riêng. Các bạn thấy hư nè. À, nhìn nè, nhìn cái màu của nó bị hư nè. Là ăn nó rất là chua các bạn. Nên cái này ăn vô là nó đau bụng rồi. Đó, nên các bạn ha, là chú ý mua một trái sầu riêng bự vậy nè, bự cho bá lửa luôn đó. Nhưng mà không có ăn được cái muối nào hết đó. Nó như ăn ăn được nhưng mà ăn vô là đau bụng này. Đó, các bạn thấy không? Đó. Các bạn mà đi mua này nọ các thứ là các bạn phải kiểm tra lại nha. Bạn coi cái bếp ở dưới đây là nó đùng nó bị nứt nha. Chứ còn nó bị nứt là thua. Thôi xin chào các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Hẹn các bạn trong những video khác. Hẹn gặp lại các bạn.